từ vùng nguyên liệu trù phú, nơi những rặng dừa xanh trải dài bạt ngàn. Trái dừa khi đến độ thu hoạch được hái xuống một cách cẩn thận, sau đó đưa đến nhà máy, bắt đầu một vòng đời biến đổi diệu kỳ, hé mở vô vàn tiềm năng to lớn. Khởi đầu hành trình mới, mỗi trái dừa được kiểm đếm kỹ lưỡng trước khi bước vào sản xuất. Và quy trình thu mua của mình là khi mà nông dân thu hoạch xong thì đơn vị thu gom cũng như là nhân viên của Betrimex sẽ kiểm đếm và chốt số lượng tại farm. Sau khi lột vỏ xong thì dừa sẽ được chuyển lên xe để vận chuyển về nhà máy. Thì trong quá trình này cũng sẽ được kiểm đếm để đảm bảo đúng số lượng của từng xe. Và khi xe về đến nhà máy thì sẽ có nhân viên của Betrimex kiểm tra chất lượng cũng như là kiểm đếm lại số lượng. Hàng ngàn trái dừa được kiểm đếm thủ công mỗi lượt. Tuy nhiên, phương pháp truyền thống này đang dần bộc lộ những hạn chế. Khi mà chúng ta sử dụng đếm bằng thủ công do con người đếm, thì nó có nhiều cái trường hợp là anh em công nhân họ đếm bị sai sót, không đúng về mặt số lượng, làm cho chênh lệch số lượng giữa người bán và Betrimex. Khi mà sử dụng bằng người thì mình cũng không thể đếm được 24/24, mà mình phải đi thi theo ca, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ nhập hàng. Dưới áp lực sản xuất ngày càng gia tăng, Betrimex nhận thức rõ ràng ngay cả sai sót nhỏ từ khâu tưởng chừng đơn giản này cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình. Do đó, chúng tôi đã mạnh dạn tiến hành những thay đổi mang tính đột phá. Lần đầu tiên trong ngành dừa tại Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu và đưa vào hoạt động giải pháp đếm dừa tự động bằng hình ảnh dùng công nghệ AI, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho hành trình nâng tầm hiệu quả sản xuất. Dự án này nằm trong chiến lược tự động hóa hoạt động sản xuất của Betrimex. Sau 70 ngày nghiên cứu và thử nghiệm, máy đếm dừa đã chính thức được đưa vào sử dụng, mang đến nhiều lợi ích thiết thực. Tốc độ vượt trội. Máy sử dụng camera quét vùng rộng và tốc độ cao, có khả năng đếm hàng chục nghìn trái dừa mỗi giờ, giúp rút ngắn thời gian cho công đoạn kiểm đếm. Tốc độ xuống hàng để mình đếm bằng máy thì nó sẽ nhanh hơn, và nên là thời gian quay đầu xe nó cũng sẽ nhanh hơn cho nhà cung cấp. Đếm có độ chính xác cao. Ứng dụng công nghệ AI tiên tiến, máy có khả năng nhận diện tốt các quả dừa trên băng chuyền, đảm bảo độ chính xác. Chúng ta sẽ không có việc là phải được kiểm đếm lại như trước đây nữa. Số liệu đáng tin cậy hoàn toàn do chúng ta đã được kiểm soát qua rất là nhiều lần kiểm tra và thử nghiệm. Lưu trữ dữ liệu thông minh. Máy hỗ trợ lưu trữ tất cả dữ liệu đếm vào hệ thống, giúp Betrimex dễ dàng thống kê sản lượng, xuất đơn hàng và báo cáo cho nhà cung cấp, theo dõi quá trình sản xuất một cách hiệu quả. Sau khi đếm xong, mình sẽ có cái dữ liệu data, mình sẽ đưa thẳng vào trung tâm sơ chế, và từ cái số liệu đó mình sẽ tính toán được chính xác về những cái chỉ số về hiệu quả của trung tâm sơ chế, ví dụ như tỷ lệ thu hồi, cách tính chi phí và cách mình tính cái sản lượng để mà làm việc với lại bên khách hàng một cách số hóa và minh bạch. Không chỉ lưu trữ dữ liệu một cách độc lập, máy đếm dừa còn có khả năng tích hợp linh hoạt cùng hệ thống SAP, hệ thống quản trị nguồn lực tại Betrimex. Khi máy đã đếm xong về mặt số lượng, chỉ cần một nút confirm thì nó sẽ tự động, nó auto, nó liên tới hệ thống của mình. Số liệu vào hệ thống nó sẽ real time. Với số liệu này thì mình phân tách được là của cái lô nào, của nhà cung cấp nào, của vùng nguyên liệu nào, để kết hợp với lại số liệu của sau khi sơ chế xong. Thì mình tổng hợp những cái data đó thì hệ thống sẽ phân tích được là cái chất lượng cũng như cái hiệu quả cũng như mình kiểm soát về vùng nông nghiệp cho sơ chế. Ngoài ra, máy còn giúp Betrimex tinh gọn quy trình sản xuất. Thay vì như trước đây thì chúng ta phải cho dừa xuống những cái lồng, chúng ta sử dụng chiếc xe nâng để chúng ta nâng những cái lồng đi lên phễu, ngoài sau đó mới vô trong lai. Thì máy đếm dừa nó sẽ giúp cho chúng ta bỏ đi công đoạn mà sử dụng lái xe nâng cũng như là những cái lồng để mà đưa vào vận hành, tiết kiệm được cái chi phí vận hành cũng như là thời gian vận hành trong sản xuất của chúng ta. Đặc biệt, từ những công việc tay chân, nhờ có máy đếm dừa, vai trò của người công nhân đang chuyển sang một hướng mới. Mở ra không gian phát triển kỹ năng chuyên môn hóa hơn và năng suất hơn. Đối với việc cơ giới hóa, mình không có nghĩa là mình cắt nhân sự, nhưng có nghĩa là khi mình cũng một công nhân đó, nhưng mà khi mình làm cơ giới hóa thì cái sản lượng nó nhiều hơn, hiệu suất làm việc tốt hơn, an toàn hơn, và cái sức lao động con người bỏ ra ít hơn. Lý do là nhờ có máy móc hỗ trợ, thì đối với máy thì vẫn cần phải có công nhân hoặc là có nhân viên để mà vận hành. Nó giúp cho người lao động sẽ tập trung vào các chuyên môn nghiệp vụ như là kiểm tra mặt chất lượng của trái dừa, thay vì phải tập trung vào việc kiểm đếm như hiện tại. Thì cái lượng nhân sự đó, nhưng mà cộng thêm máy móc thiết bị thì mình có thể là tăng được sản lượng gấp 2, gấp 3 lần so với hiện tại. Máy đếm dừa tự động là minh chứng cho sự tiên phong và đổi mới của Betrimex trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Dự án này còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Betrimex trên thị trường.
Điểm độc đáo của máy đếm dừa tự động tại Vitrimed là việc tận dụng tối đa các bộ phận từ những máy móc đã qua sử dụng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc theo đuổi mục tiêu Zero Waste. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm dừa chất lượng cao nhất, Vitrimed không ngừng đầu tư hoàn thiện máy đếm dừa, biến nó thành công cụ thông minh, kết hợp chức năng kiểm tra kích thước và chất lượng quả dừa. Việc này giúp Vitrimed đảm bảo nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn, từ đó sản xuất ra những sản phẩm dừa vượt trội, khẳng định năng lực doanh nghiệp đi đầu tại Việt Nam.